Đông Tây sang đó ca từ karaoke Deathmatch. Đây vòng thi đấu thứ tư đối kháng. Ta chúng ta gặp nhau rồi tại cúp C1 và bóng đá cúp quốc gia trung học phổ thông Phạm Văn Đồng 2021, từ 2020 đến 2021. Bóng thứ hai giữa sàn đấu Cát Tường gặp đội chủ nhà gặp đội Đông Tây. Sàn đấu Cát Tường ghi bàn. Còn cặp đấu giữa đội tuyển quân Mỹ và đối thủ đó là cuối cùng Hoa Lúa đang có tỷ số 5-3 ở sân thứ hai. Khi mà bắt chính trước thì sân này cũng muộn hơn. Thì Toản rồi. Toản nhiêu rồi? 10-0. Bên này ăn 10-0 rồi. Bên này bên sau bên kia cũng ghi bàn à? Không, bên kia đá không lại. Bên kia đá không lại. Hả? Bên kia đá không lại. Bên kia không, bên này 10 á. Nhiều thế à? Ồ, nếu 10-0 thế này cũng chơi khá tốt rồi. Ồ, không ngờ luôn, sàn đấu Cát Tường hôm nay chơi rất nhanh luôn. Chưa bao giờ chuyện gì xảy ra tại thời điểm này. Bên tay phải sàn đấu Cát Tường và đội chủ nhà bên tay trái của chúng ta gặp gỡ Đông Tây. Còn gặp đấu đang có tỷ số 5-3 giữa Tỏ Tiền Hoàng Mỹ đang lợi thế thuộc về đội Tỏ Tiền Hoàng Mỹ trước cuối cùng Hỏa Lúa trước khi làm được. À ô, bên sĩ giỏi quá. Trời ơi, giỏi vậy. Đang điếc, không ngờ gì cũng làm được. Có lại bên ngày hôm nay, bên này phải qua sàn đấu Cát Tường hôm nay chơi rất giỏi rồi. Nghe cái gầm sầu hiểu chắc chắn là vì nghệ sĩ nhiều hơn. Đó là Cudi, Unify, Luquy, Trần Nhâm và cũng như là Hoàng Yến Chibi, ca sĩ Nam Anh, Nam Em cũng đã tham gia rồi. Nghe cái hài hước rất là nhiều vì Bô Lan Tình Nhi cũng là cặp đôi dễ thương với Đặng Thanh. Nam Em cặp đôi với Đặng Thanh. Điều này khiến cho đội của cặp ở Đông Tây không hề may mắn rồi. Khi mà bên này cũng đã lợi thế 10-0. Một cách biệt ngày hôm nay có vẻ là hơi căng thẳng rồi. Bên cặp ở Đông Tây ngày hôm nay chơi chưa tốt hơn so với sàn đấu Cát Tường. Đây, khoảng thời gian chúng ta coi. Còn bên này đâu tiếc, nhưng mà cuộc dọc cuộc về đội Tỏ Tình Hùng Mỹ rồi. Không một cơ hội gì may mắn hơn. Như là chơi có vẻ là hơi một sự bứt phá gì mà không làm gì. Cuối cùng sơ hơn mà không làm được. Mình cho Tỏ Tình Hùng Mỹ. Đây là đang giữ gì sản phẩm Cát Tường đã làm được. Mong hai chương trình sẽ là một trong những gì và chiến thắng được. Ô Toản ơi, sao bên này giỏi vậy? Ghê không? Ghê. Đội Đoàn Hồng á. 10 đúng không? Bên kia là không có điểm à? Ồ, hôm nay có vẻ là nói thiệt rồi. Nói thiệt hơn là chắc chắn là so với những gì mà làm được. Ở đây đang có tỷ số 6-3. Đó là Tỏ Tình Hùng Mỹ. Còn đây tỷ số 10-0. Đó là sàn đấu Cát Tường, một bàn thắng rất là nhiều, kỷ lục chưa bao giờ có cho sàn đấu Cát Tường. Vậy Tỏ Tình Hoàng Mỹ đã giành chiến thắng 6-3 chung cuộc trước cặp cờ Đông Tây. Chiến thắng đầu tiên ngày hôm nay, chúc mừng cho Lưu Hoàng Trinh
có được may mắn hơn. 3 điểm đầu tiên một ngày khởi động ra quân của Tottenham Mỹ ngày càng ngày càng khuyết phục. Như vậy Tottenham Mỹ xin thông báo quý vị và các bạn nha, đã có được 3 điểm, hiệu số bàn ghi được là -4. Chắc chắn là ở vị trí thứ 3 này. Chắc chắn luôn. À xong. Không không. Vẫn ở vị trí thứ 4. Vì sàn đấu cầu từ ngày hôm nay ghi nhiều bàn thắng hơn, chắc chắn khả năng là sẽ giành chiến thắng trước gặp gỡ Đông Tây. Gặp gỡ Đông Tây ngày hôm nay khả năng sẽ cao hơn. Mười một à? Mười một rồi. Em xe Đoàn Hùng nha. Mười một à? Em xe Đoàn Hùng. Đây đúng không? Em xe Đoàn Hùng bị danh là sàn đấu cá từ đấy. Này các chương trình đã sát tại Việt Nam à. Cũng như là được gọi tên lần đầu tiên mùa bóng thứ hai. Wow, rất nhiều bàn thắng rồi. Có vẻ là hôm nay thời gian chưa đủ đâu, vì sớm sớm quá. Hôm nay thằng đấu cá tự lập kỷ lục rồi, chưa bao giờ có. Ê ê, bóng đá đêm hả? Bóng đá đêm à? Bóng đá đêm hả? Đâu, bên kia người ta chưa đụng người, người ta đang chờ người. Nãy ban đầu kết thúc rồi đúng không? Đúng rồi. À. Đang chờ người. À. Một rồi đúng không? Hả? Một rồi đúng không? Một cái gì? Ông ghi bàn á. À rồi. Vậy có nghĩa là cặp đấu đã ban đầu kết thúc rồi. Và thuộc về đội chiến thắng của chúng ta, Tottenham Mỹ. Tỷ số là 6-3. Rất là nhanh rồi. Ở đây tỷ số là rất nhiều bàn thắng rồi, 11-0. Chưa bao giờ mà nghĩ ra làm là không thể với đôi cái cách lối chơi này. Lối chơi làm ngay cực kỳ hiệu quả hơn. Thank you.
sẽ ra giai đoạn bứt phá hơn. Rất nhiều bàn, không làm được gì cho Dập Gỡ Đông Tây. 11-0 rồi. Chưa bao giờ mà kỷ lục sản lúc của tôi mà nhận ra được. Chưa bao giờ làm được. Chắc chắn vị trí số 1 sẽ dần về âm. Chắc chắn là điều đó. Sau khi mà đã làm ra chưa bao giờ kỷ lục từng có luôn. Cố lên, đại sao một lời thế may mắn hơn. Điều đó chưa từng có. Chưa bao giờ mà làm điều này. Giải đấu nào của quốc gia trung học phổ thông Phạm Đồng 2021, mùa giải 2020-2021 phiên bản mùa thứ hai diễn ra hai sân, sân Phong Vũ và sân Phạm Văn Đồng. Chỉ nói vậy thôi, xứ sân Sơn Tùng và ngoại trừ là sân chỉ dành cho những tỉnh thành khác thôi. Chỉ có ngoại trừ ở đây làm được. Ok, làm gì đây? Không được. Chưa vào mà đã là vào rồi. Chết. Chưa vào mà đã vào rồi. Hôm nay rất đông rồi. Về đi bạn ơi. Địa bàn đánh đầu tiên có đó. Không được. Không, tỷ số là 11-0. Thế này những gì mà có chắc chắn là sao lỗi cả từ không làm được. Bây giờ là không có may mắn hơn. Không được. Em thi nữa rồi bạn ăn luôn. Giờ luôn. Vì có bài đưa tới mà. À, đừng quên theo dõi tiếp theo ở vòng 5 nha. Cái từ hiệu lực từ 2021 thì sẽ tổ chức thêm luôn ở bất kỳ địa điểm nào, cũng như có một số cầu thủ tới tiếp tục nữa thì sẽ tiếp tục ở vòng sau. 12-0 12-0 dành cho sàn đấu cá tư. Rất tuyệt vời. Nguyên cái dây cái lùn nên xuất khoai từ nó đéo vào luôn. Để nó ba thì mày dụng. Wow, như vậy cặp đấu này đã kết thúc rất là nhanh. Tỷ số 12-0, kết quả chiến thắng thuộc về sàn đấu cá tư. Dù sao thì với chiến thắng thì vị trí thứ hai rất dễ dàng có được. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi buổi cặp đấu này tại cúp C1 và bóng đá cúp quốc gia trong một hội thông Phạm Đồng 2021. Xin ân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau. Ân ái chào tạm biệt. Ê, lần sau đừng đá sân bên này thì mày tao bảo rồi, sân bên kia. Phải ốc hẹp kêu.
tiền ba đủ lọc thì bỏ đi đi lại bay hả? Mười hai đúng không? Anh em mình đèn này đập đi. Hả? Mẹ. Tương. Tương quá chung tiền à? Cho mất dạy để chỗ luôn. Ê Toán, ăn rồi đúng không? Ừ. Nhiều quá đúng không? 12, 12 đúng không? 12 không. Rồi. Trăm ngàn mày nhất. Mai em. Nhất. Làm ơi. Dạ đang nhất nè. Này ăn gì rồi. Tặng gì đâu. Khó chịu đúng không? Xấu rồi mà cũng bàn mà. Hôm nay Nim mới sẽ có hiệu lực để theo dõi ở vòng sau luôn. Ngay từ bây giờ thì cho một số đội bóng có mặt. Đây này, ví dụ đây, ở đây đó có một số đội bóng có mặt để tiếp tục theo dõi vòng 5. Và đừng quên theo dõi trên xuất phát của trường học phổ thông Bản Đồng Đắk Nông để mà có thể theo dõi những bàn thắng đẹp cũng như những hoạt động phong trào diễn ra gần đây rất là nhiệt tình. Chúc nhất ngày hôm nay năm mới an khang thịnh vượng, nhưng mà sẽ không gặp lại nhau được trong những cuộc sống mới này. Nếu như mà tôn trọng thì được, không thì biến. Hôm nay chúc đăng nhất anh khang thịnh vượng nha, còn gương mặt rất là đẹp trai. Tầm bao nhiêu? 47 chục ba đứa rồi.